review chiếc phà Lego. Rồi lấy xe ra hết đi. Ngồi xuống đất mấy. Xuống đây ngồi nè, tao ngồi trên bàn. Rồi bắt đầu phà chạy nghe. Nhanh vô cặp bến. Còn em đội lên, chở hàng lên. Để lên kèn. Cặp bến, xếp hàng đàng hoàng coi. Rồi bắt đầu khởi hành chạy. Chấp chưa? Rồi đóng kéo máy lên. Kéo lên. Cái mẫu bàn lên. Rồi lôi ra, lôi ra. Gặp sóng sóng lớn, sóng lớn nghiêng. Ủa, nghiêng quá. Sóng lớn mà chưa có ngã tàu mà cứu người vậy. Chạy tới tôm chạy. Rồi, bay xuống đất luôn. Rồi lên phà, phà cặp bến. Đây kịch. Ngay ngư. Không, trong bến dữ quá. Đợi chú bà nhanh cho. Rồi cặp bến rồi, xuống. Kéo mà bạn xuống rồi, di chuyển xuống. Bèn. Tao chạy xuống. Chạy xuống nè. Nè, ủn chiếc này nữa. Chạy xuống. Ủa nó lấy này chưa? Ừ. Chiếc này cao quá. Cao nhảy quá. Chiếc này nhảy xuống luôn. Mà chiếc này chịu mà. Chiếc này bỏ xuống. Rồi. Phà nó cập bến xong. Ủa. Rồi chở đi du lịch, chở đi núi đi. Chiếc phà này đi lên núi được ta? Gì hả? Núi. Phà ba đi. Dạ. Chở lên núi không được hả? Rồi phải đi đâu đây? Đi ra biển đi. Đi với ai đi? Phải đi với bay chứ sao? Phải đi với bay. Đi biển đi. Rồi đi ra biển đi. Không. Biển nó đủ người ta đông ta sao? Biển mà đông có ai mà biển còn đông. Rồi phải chuẩn bị cái hành. Chuẩn bị cái hành ra đảo Phú Quốc đây. Ai đi lên phà nha lên. Tôi đi. Ai đi đâu? Lên. Đi lên. Ngồi chiếc này chạy lên luôn. Rồi ship lại, sắp ship lại. Chạy vô đây, sát vô trong đây. Chiếc này chạy sát vô. Rồi sắp ship lại. Tít. Hết xe này đỡ ngoài đây đi. Nó bẩn quá. Rồi chuẩn bị cái hàng. Chạy. Nó đỡ không mất rồi đó. Chưa. Mới đi giữa đường gặp sóng to bão lớn. Tàu lắc. Lắc dữ rồi. Lắc là bỡ thôi. Sắp đây. Không ai mẹ đâu. Cứu hộ. Ok. Đãi lên cứu mà chứ. Bài men đâu, bài lên. Rồi vớt mấy chiếc tàu đi. Chiếc xe xong rồi. Vớt lên. Đau quá. Rồi vớt lên. Rồi vớt được một chiếc hả? Còn chiếc nào nữa không? Rồi xong. Rồi gần tới đảo rồi. Ngừng lại. Rồi hạ xuống. Hạ mấy bạn xuống. Các bạn có quen quay quay hả
hả xuống. Rồi. Rồi tới chỗ rồi, xuống thôi chị ơi. Xuống. Rồi lâu xuống đi. Bài lên á. Ừ. Rồi, kết thúc chuyến hành trình đầy hành trình đầy sóng gió và bão dữ thiệt mà. Rồi về chùa về thôi, về bánh bà thôi, đem bà chạy về. Rồi cặp bến bảo dưỡng thôi, bà đưa cặp bến con sửa phạt con Nguyên có hư chỗ nào không Nguyên? Rồi họ đâu, kêu họ là sửa coi. Rồi quan sát bà lên coi có hư cái gì không. Ừ, quan sát kỹ coi. Đặt xuống chặt. Ba mét đặt xuống. Còn... có hư cái bánh không? Không có hư. Vẫn tốt. Bà vẫn sử dụng tốt. Rồi, lên. Rồi, bắt đầu hành trình tiếp tục. Cặp bến. Rồi sửa mấy cái máy khoan lại con ơi, có sụp không ơi? Cái nè. Sửa này lại hết cái đèn này coi có sụp không? Không. Rồi xong, chuyến hành trình đã kết thúc đầy sóng gió. Nguyên, chào các bạn đây Nguyên. Lên nè. Chưa, quay mặt vô coi. Lên mặt đến này kết thúc đảo biển sao.